giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày. Rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào
không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu chúng ta không hiểu nhau và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh. Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu, em chẳng ngại điều gì đâu, chỉ cần chúng ta che chở nhau. Có anh bên em là em yên lòng. Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh. Còn lại để chăm lo ngày hạnh phúc cho hai cháu Thảo và Hạnh. Thì thay lời nhà trai, tôi xin được giới thiệu là thành phần nhà trai chúng tôi hôm nay có mặt tại đây. Thứ nhất là có bác Vinh, là bác cả của bố cháu Thảo. Thứ hai là bác Hùng, là bác của bố cháu Thảo. Thứ ba, tôi là bác của cháu Thảo. Và tiếp tục đó là có Thím Long và bà Lý, Thím Hồng và bác Hồng. Và cùng tất cả các anh chị em, bạn bè thân thiết của cháu Thảo cũng có mặt hôm nay, là hai người em gái kề cận của bà Bình. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hãy được đón Mỹ Hạnh về làm con dâu cháu dâu chính thức vào khung giờ 12 giờ kém 10 của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện của gia đình nhà gái cũng sẽ có ý kiến phát biểu. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa hai họ, hôm nay được đón tiếp họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là họ nhà gái chúng tôi á, có bà là nội của cháu Hạnh và bố mẹ cháu Hạnh, và con bác đầu họ của chúng tôi, và tôi cũng là bác, ông bác của cháu Hạnh, và còn có ông bà các bác. Hôm nay đầy đủ, xin được chào mừng họ nhà trai và chúc họ nhà trai vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nên để trao cho gia đình nhà gái, ông Bùi Bá Phong và Lê Thị Hoa, bố mẹ của cô dâu Mỹ Hạnh, cơi trầu mang ý nghĩa xin được chính thức đón dâu. Đề nghị toàn thể hội trường dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chung vui và chúc mừng.
sau tuyệt vời. Xin cảm ơn hai gia đình rất nhiều. Xin phép ông bà bố mẹ, xin phép đại gia đình được trở vào với nhà trong trao hoa cưới cho con dâu Mỹ Hạnh. 3, 2, 1, mừng tay quý đầu, tay một trăm ba mươi một ạ. Yêu anh rồi, có anh rồi, vậy còn chờ điều gì nữa? Này là chiếc nhẫn anh muốn trao em. Chính lúc này, ngay lúc này, gật đầu làm vợ anh nhé. Vì duyên số do trời đã cho anh gặp một người dễ yêu thương em suốt một đời. Giờ anh muốn ngỏ lời sẽ không bao giờ thay đổi, mãi bên em trọn đời. Yêu để cưới, bỏ hết tháng năm dòng trời, muốn về nhà thôi, cùng em giấc mơ chung đôi. Yêu để cưới, bỏ hết tháng năm dòng trời, muốn về nhà thôi, cùng em bữa cơm mỗi tối. Yêu để cưới. Trong khoảng một nhà trai đã chu đáo chuẩn bị rất nhiều mệnh giá tiền khác nhau, tiền trắng, tiền lẻ, tiền to, tiền nhỏ. Đây là một số vốn may mắn ban đầu, là nền móng mà gia đình nhà trai đã tạo dựng cho hai con. Và ngày hôm nay, nhà gái chúng tôi, bố Phong, mẹ Hoa cũng xin được chung tay góp sức cùng với nhà trai để tạo dựng phần nghi lễ gia vốn cho hai con. Xin được mời hai gia đình cùng thực hiện phần nghi lễ gia vốn. Xin mời. Hai gia đình đã cùng đặt những viên gạch đầu tiên để xây lên một công trình hạnh phúc được mang tên Phan Thảo và Mỹ Hạnh. Hãy cùng với chúng tôi tin rằng với sức mạnh của đôi bàn tay, với sức mạnh của trí tuệ, thì cô dâu và chú rể sẽ làm số vốn này sinh sôi nảy nở thật nhiều. Một tràng pháo tay của toàn thể hội trường ạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay niềm hân hoan, niềm hạnh phúc đang đến với đại gia đình của chúng ta. Và xen lẫn những điều đó là niềm xúc động đầy hạnh phúc trọng đại. Chúng con xin cảm ơn bà và chúc bà luôn luôn mạnh khỏe. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bố cũng đang dành tặng cho con rể của bố là sự gửi gắm, là niềm tin, là sự yêu thương. Mẹ đang dành cho con gái của mẹ là những tình cảm trọn vẹn nhất trong cuộc sống này. Chúng con xin được đối ơn bố mẹ thật nhiều, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn may mắn bình an. Xin cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà ngoại đi sân khấu với những tình cảm trân trọng và đặc biệt dành tặng cho hai cháu. Xin mời bà. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một câu nói quen thuộc của cổ nhân đó chính là bà ru mẹ để mẹ ru con. Vì những lời ru ẩu ơ ngày xưa, các con mới khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay. Xin được đối ơn bà ngoại nhiều lắm với những ân tình bao la trời biển mà bà dành cho con cho cháu. Có thể nói là ngày hôm nay bác Trung đã ủy quyền cho bà. Bia bàn trên hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để ta nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu, tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý,
Qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường. Hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên vườn. Nhất cái tay ký cái tên coi như là chung giường. Nhất bá thiên địa, nhị bá cao đường. Phù thầy già phâu, qua sang năm ba má có cháu. Yêu là phải cưới, mà là dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tiền chiều cao anh hơi có hạn, nhưng em chịu là em có vàng. Chờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà anh thỉnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhí. Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hí. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mày là mình. Quý vị và các bạn, dù ngồi ở đâu và dù đứng ở vị trí nào thì chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình về với vị trí của đôi tân lang và tân nương để chúng ta sẽ cùng đón nhận lời cảm ơn từ chú rể và cô dâu qua một cử chỉ rất là ý nghĩa. Đó là tôi sẽ đếm từ 1 cho tới 3. Mọi người hãy đón lấy lời cảm ơn từ chú rể và cô dâu qua một cái cúi đầu. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3. Một tràng pháo vỗ tay thật mạnh thật lớn. Và người làm chương trình chúng tôi cũng không còn để cho quý vị, các quý phải chờ lâu. Cuộc vui duyên mới sẽ bắt đầu từ đây. Đồng hồ đã điểm đúng giờ. Người làm chương trình chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố lễ kết hôn của đôi bạn trẻ Phan Thảo Khánh Duyên cùng Mỹ Anh sẽ được chính thức bắt đầu. Mà gia đình nhà trai chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn,
đó là miếng trầu luôn là cửa đầu câu chuyện và miếng trầu nên dâu nên rể nhà người. Và ngay bây giờ, tổ khúc dân ca Quan Họ Mời Trầu sẽ được thể hiện qua tiếng hát của nữ ca sĩ Huyền Hương. Dạ đâu ăn mộc mấy mà trầu, không ai còn lấy cho nhau vui lòng. Trầu này trầu nghĩa trầu tình, trầu 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 cường, trầu bình trầu. Trầu này thay tới hôm qua, xin các cha mẹ cho hai con, hai cháu, hai em và hai bạn của nhà chúng ta. Phan Thảo và Mỹ Hạnh sẽ luôn sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin được mời toàn thể quý vị và chúng ta sẽ cùng trở về với chú rể và cô dâu, trở về với những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì tôi xin được trân trọng mời chú rể và cô dâu sẽ khởi thân đứng dậy. Xin kính mời. Nảy nở và bén duyên và họ đã đi quyết định sáng suốt không thể sống thiếu nhau thêm một ngày một giờ nào nữa. Đó là Thảo về thưa mẹ cùng cha, kiến của tất cả ông bà, cha mẹ cùng toàn thể bạn bè nam thanh niên tú có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Bàn tay năm ngón kêu xa để rồi anh trao nhẫn cưới, trao đậm đà yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, sống trên đời đâu còn gì đẹp hơn thế. Người với người mình sống để mà yêu nhau, dù cho nắng dài với mưa dầu, tình chồng nghĩa vợ luôn có một bầu và thủy chung. Kể từ ngày hôm nay, họ sẽ được chung chăn, chung gối, chung mùng. Ngày sẽ chung việc, chung tình, tối về lại chốt cửa loan phòng để chung hơi. Vừa rồi đó là một kỷ vật mà chú rể và cô dâu nhà chúng ta đã chờ đợi rất là lâu cho tới ngày hôm nay. Thỏa lòng, mong ước khát khao, khắc xi nắng hạ, có mưa rào từng cơn. Và bây giờ thì món quà ý nghĩa nhất cũng đã được chú rể và cô dâu nhà chúng ta trao nhau trong sự chứng kiến của tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin được mời chú rể và cô dâu nhà chúng ta di chuyển về bên phía tay trái của lễ đài cúc để chúng ta sẽ thực hiện lễ cắt bánh tân hôn. Hãy lấy một chút bánh vào ngón tay trỏ của mình đi ạ. Một chút thôi ạ. Vâng, và bây giờ người sẽ được thưởng thức dư vị của ngày cưới ngày hôm nay, đó là cô dâu Mỹ Hạnh. Và chú rể sẽ thoan một chút bánh lên môi của cô dâu đi ạ. Quý vị ơi, chúng ta hãy dành cho cô dâu và chú rể một tràng pháo vỗ tay thật là lớn đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên em anh say trong hạnh phúc.
bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời và các bạn sẽ cùng uống cạn ly rượu hạnh phúc đi ạ. 1, 2, 3, một tràng pháo hoa lên mạnh dạn lên vang lên đi ạ. Wow, chú rể nhà chúng ta 100% luôn ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng là một cảm giác mà lần đầu tiên mẹ Bình cũng được làm cô dâu, và hôm nay mẹ vô cùng xúc động và sung sướng khi được nhìn thấy các con hạnh phúc bên nhau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù dãi dầu một nắng hai sương, mẹ Tảo Tần nuôi cho các con lớn khôn, và niềm vui đó hôm nay mẹ được minh chứng, đó là các con đang hạnh phúc bên nhau. Và bây giờ thì tôi xin được mời bà Bình hãy nán lại một chút nữa đi ạ. Cổ xưa có câu nói rằng con gái là con người ta, mà con dâu mới thật là con của bà ơi. Thưa quý vị và các bạn, xuân hạ thu đông bốn mùa không bao giờ thay đổi. Giờ thì Phan Thảo đã đi làm rể mà Mỹ Hạnh chính thức về làm dâu. Thì tôi xin được đề nghị mẹ Bình hãy dang rộng vòng tay để ôm người con dâu của mình vào lòng một lần thật chặt, để khẳng định rằng mẹ chồng nàng dâu luôn có một tình cảm đặc biệt. Một tràng pháo tay thật là thật lớn đi ạ. Và bây giờ thì tôi xin được trân trọng kính mời anh trai và em trai của chú rể sẽ cùng tiến lên sân khấu. Là em rút, nhưng có thể nói rằng là em chấp luôn cả hai anh. Một tấm hình tròn vẹn. Và một lần nữa thì người làm chương trình của tôi xin được chúc mẹ luôn mạnh khỏe. Như vậy mà ngày hôm nay thì chúng ta đã và đang rất là khó chịu trong thời tiết nắng nóng như thế này. Vì vậy mà xin được kính mời tất cả những người đã đăng ký với người làm chương trình ngày hôm nay với phần trao quà. Thì khi đã đến tên thì chúng ta nhanh chóng tiến về sân khấu để trao lại những món quà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bà nội dù là tóc đã bạc, da đã đổi mùi, sức khỏe có hạn, nhưng ngày hôm nay thì cụ vẫn là còn minh mẫn trở về để chúc mừng cho hai cháu nhà chúng ta. Và chúng ta hãy dành cho cụ một tràng pháo vỗ tay thật mạnh thật lớn đi ạ. Với ông Vân thì hôm nay với những món quà và một lời chúc thật là ý nghĩa với chú rể và cô dâu nhà chúng ta. Và tiếp theo thì tôi xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình nhà bác Hùng Hồng ạ. Xin kính mời. Anh của gia đình nhà bác Hùng. Và những món quà mà tất cả những người thân yêu đã và đang cùng trở về để trao đến chú rể và cô dâu. Và món quà của gia đình nhà chú Cường Long. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của chú Mạnh Lan ạ. Món quà đến từ gia đình nhà chú Mạnh Lan. Vì điều kiện là thời tiết rất là nóng, chính vì vậy mà tôi cũng xin được kính mời tất cả những vị khách mời, khách quý, người thân yêu của hai bên gia đình đã đến tên thì chúng ta nhanh chóng tiến về sân khấu. Vừa rồi là món quà của gia đình nhà chú Mạnh Lan. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của anh Hà, em Huy, em Lâm và em Vũ ạ. Vừa rồi là đó là món quà của bên nội. Và bây giờ là đến những món quà từ bên ngoại gia đình nhà trai. Tôi xin được trân trọng kính mời món quà của các dì sẽ cùng tiến về sân khấu. Nếu như các dì đã chuẩn bị cho mình những món quà muốn gửi đến hai cháu thì xin được kính mời các dì sẽ nhanh chóng tiến lên sân khấu để trao gửi lại cho hai cháu thân yêu của nhà mình. Xin kính mời. Thưa quý vị và các bạn, các dì dù lấy chồng cũng như là công tác ở rất xa, nhưng hôm nay thì ngày vui của các cháu, các dì cùng trở về để cùng chúc mừng cho ngày vui của các cháu thân yêu ngày hôm nay. Chú rể ơi,
diện cho tất cả những người thân yêu thì người dì cũng đã lên để trao lại những món quà này cho các cháu. Và tôi xin được trân trọng kính mời món quà của em Vũ ạ. Xin mời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là món quà của em Vũ. Và tiếp theo thì tôi xin được trân trọng kính mời món quà của anh Huy, con nhà Bắc Tình, chị Hà, con nhà Bắc Tình. Xin được kính mời anh chị cũng tiến lên sân khấu để trao lại những món quà đến với chú rể và cô dâu nhà chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ạ. Bắc Tình đại diện cho anh Huy và chị Hà để trao lại cho hai em, hai cháu, thì tôi xin được trân trọng kính mời món quà của chị Trang sẽ cùng tiến về sân khấu. Của chị Trang sẽ lên trao món quà. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, cô lên trao món quà lại cho hai cháu. Và cô đã nói với hai cháu rằng và chúc hai cháu sẽ luôn sống bên nhau trọn đời, chung thủy như đôi chim cu, con đi đằng trước và con sẽ suốt đời gần gũi phía sau. Và xin cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đó là những món quà cũng nhất thiết đến từ gia đình nhà chúng tôi. Và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời đến những món quà cũng đến với những vị khách rất là ý nghĩa và những món quà cũng rất là đặc biệt. Và bây giờ thì tôi xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ nở đầu chú rể nhà chúng ta. Bây giờ thì tôi xin được trân trọng kính mời bố Tùng và mẹ Niên là bố mẹ nở đầu sẽ cùng tiến về sân khấu. Và món quà của chị Nguyệt Hà cùng với anh Tuấn sẽ cùng tiến về để trao lại cho chú rể và cô dâu chúng ta trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, món quà của bố mẹ đỡ đầu và món quà của chị Nguyệt Hà, của anh Tuấn. Và tiếp theo nữa là tôi xin được trân trọng kính mời món quà của em gái và em trai, em Bảo Thư, em Bảo Lộc. Vì danh sách trao quà rất là dài và rất là nhiều, và nếu như quý vị và các bạn chúng ta thấy thiếu sót sẽ lập tức khiếu nại với ban biên tập chương trình ở phía sau sân khấu. Và người làm chương trình của tôi sẽ luôn phục vụ cũng như là minh chứng cho tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng trở về để trao những món quà ngày hôm nay. Và một lần nữa thì người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời chú rể và cô dâu chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, chúc các em luôn trẻ đẹp và trong công việc sẽ gặp thật nhiều điều may mắn. Xin thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đó là những món quà đến từ gia đình nhà trai. Và bây giờ thì bên phía dưới thì tất cả các ông các bà đến từ gia đình nhà gái có nói một điều rằng khi mà nhà trai trao gửi vừa xong thì nhà gái cũng muốn đẹp lòng với tất cả cô bác có hiện diện trong ngày hôm nay. Và nhà trai thật hăng hái và minh chứng cho nhà gái cũng không kém gì. Bây giờ thì tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình nhà gái, đó là món quà của gia đình nhà bác Trang. Xin trân trọng kính mời ạ. Trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Phương Thành sẽ chuẩn bị tiến về sân khấu. Rất nhiều những món quà mà từ hai phía gia đình, từ những người thân yêu đã và đang muốn trao gửi đến chú rể và cô dâu. Xin được cảm ơn món quà của bác Phương Thành rất nhiều. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình chú Quang Tuyến. Xin kính mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, còn rất nhiều những món quà mà tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã và đang chờ đợi tới rồi để lên trao cho chú rể và cô dâu. Và xin được cảm ơn món quà của chú Quang Tuyến rất nhiều. Và tiếp theo xin được kính mời món quà của chú Trung Thắng. Xin được trân trọng kính mời. Và bạn bây giờ thì là những món quà đến từ gia đình nhà gái. Theo tôi thì trên này thì có một
từ đó có sự đăng ký thì tôi cũng đã hoàn tất. Và còn có ai ở bên phía gia đình hay gia đình nhà trai nhà gái còn nữa không ạ? Vâng ạ, bác đến từ gia đình nhà gái ạ. Vâng, thì bây giờ thì xin được kính mời bác sẽ cũng mời lại người ấy để trao lại món quà đến chú rể và cô dâu nhà chúng ta. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Vâng, thưa quý vị và các bạn, món quà của bác Quang và món quà của người anh. Và tiếp theo nữa là món quà của gia đình nhà dì Huệ sẽ cùng tiến về sân khấu để trao gửi lại hai cháu. Như tôi đã nói rằng là nếu như quý vị và các bạn chúng ta thấy còn thiếu sót thì ngay lập tức sẽ trở về với ban tổ chức, cũng là để chúng ta sẽ cùng trở về trao những món quà này đến chú rể và con dâu nhà chúng ta một cách nhanh chóng và trọn vẹn nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất rất nhiều những món quà và những lời chúc rất là ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, dì của cháu Hạnh, đó là dì đã nói với cháu rằng chim khôn ăn trái nhãn lồng, làm thân con gái phải hết mực yêu chồng mới là gái ngoan. Xin cảm ơn dì rất nhiều. Và đây cũng chính là những món quà của người em đến từ gia đình nhà gái chúng ta. Và quý vị và các bạn chúng ta chưa kịp đăng ký thì chúng ta cứ tự nhiên và thiên nhiên tiến về sân khấu để trao lại những món quà đến chú rể và cô dâu nhà chúng ta. Và ông kính truyền hình và những nhà nhiếp ảnh, những nhà quay phim sẽ lưu lại những thước phim và những tấm hình thật là ý nghĩa và trọn vẹn trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đó là những món quà đến từ những người thân yêu đến từ hai bên gia đình. Một lần nữa thì người làm chương trình chúng tôi cũng mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng chúc mừng cho chú rể và cô dâu nhà chúng ta bằng một tràng pháo vỗ tay nơi thật mạnh thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Chú rể có tới 500 anh em bạn bè. Và bây giờ thì xin được kính mời anh An, anh Quý, anh Nhất, anh Tiện, anh Triệu ạ. Vâng, anh Triệu, anh Thanh, anh Ngọc, anh Thịnh, anh Thọ, anh Hậu, anh Quang. Và xin được trân trọng kính mời tất cả các anh sẽ cùng tiến lên. Đây là những người anh, còn một lát nữa sẽ đến với những người em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đó là những món quà của những người anh. Và tiếp theo thì tôi xin được, vừa rồi thì có một người anh cũng tên là Đạt. Và bây giờ là người tất cả món quà của những người em ạ. Món quà của em Đạt, em Bình, em Sáng và em Trung. Xin được trân trọng kính mời tất cả sẽ cùng đến sân khấu. Xin cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Và tiếp theo đó là những món quà đến từ những người bạn. Chú rể có nói với tôi là trong cái số bạn này thân thì rất thân, nhưng thân ai nấy lo. Và bây giờ thì tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bạn Thái, bạn Cảnh, bạn Cường, bạn Tuấn và bạn Hưng. Xin được kính mời bạn khán giả. Vừa rồi đó là những món quà của những người bạn và món quà của bạn Hưng. Bạn Hưng đang làm việc và công tác xa và vắng nhà. Vậy bạn Hưng đã ủy quyền cho bố của bạn Hưng, đó là chú Tùng. Bố của bạn Hưng sẽ cùng tiến về sân khấu để trao thay món quà cho bạn Hưng. Xin trân trọng kính mời. (Cười)
chú Tùng rất yêu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta được thấy rằng là tôi xin hỏi chú rể một chút ạ. Với một số vốn khổng lồ như thế này, tôi ước tính thật có thể lên tới 200 triệu đồng rồi. Thì sau khi đi vào cuộc sống, chú rể và cô dâu đã có dự định đầu tư vào hạng mục gì chưa ạ? Chưa đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ tôi bật mí thế này ạ. Khu vực nhà chúng ta rất là rộng và dân cư cũng rất là đông đúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một việc rất là có ý nghĩa. Và bây giờ thì tôi xin được thay lời cô dâu và chú rể cảm ơn tất cả những người thân yêu, cảm ơn tất cả những người anh, người em, người bạn đã dành đến chú rể và cô dâu những món quà thật là ý nghĩa. Còn bây giờ thì xin được mời chú rể và cô dâu hãy ngồi xuống vị trí của mình ngày hôm nay. Của nữ ca sĩ Huyền Thương, mời tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc tiếp theo. Cô dâu Minh Hạnh hãy cùng khởi thân đứng dậy đi ạ. Và xin mời. Thưa quý vị và các bạn, và đây cũng chính là hai nhân vật quan trọng nhất mà trong sự mong ngóng và chờ đợi của hai bên gia đình. Bây giờ thì gia đình nhà trai chính thức có nàng dâu Thảo và gia đình nhà gái đã có chàng rể Hiền. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay và chú rể đã dậy rất sớm và gọi điện cho cô dâu Minh Hạnh nói thật to rằng: Hạnh ơi, anh muốn sống bên em trọn đời. Và bây giờ, đó chú rể sẽ minh chứng điều đó cho tất cả quý vị và các bạn thấy. Chú rể hãy đặt tay vào vòng eo. Còn cô dâu hãy đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể nhà chúng ta đi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Và bây giờ thì chắc chắn rằng Mỹ Hạnh đã có quyền mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong tương lai. Và Phan Thảo đã có quyền để nói thật. Một, hai, hai rưỡi, ba. Và bây giờ thì xin được kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và sẽ cùng chứng kiến là cha, là ông, là bố, là mẹ sẽ cùng chung tay vun vén tạo dựng hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu xây nên một công trình vĩ đại mang tên Phan Thảo và Mỹ Hạnh. Xin được kính mời bác trưởng đoàn của gia đình nhà gái sẽ bàn giao dâu. Kính thưa các vị khách quý của hai họ, thưa hai họ, hôm nay họ nhà gái chúng tôi gồm có đầy đủ các thành phần bên nội, bên ngoại, và tôi là ông bác của cháu Hạnh về đây để đưa cháu Hạnh về đây bàn giao cho họ nhà trai và cho gia đình nhà bà Bình được sự đón tiếp của họ nhà trai và gia đình nhà bà Bình. Chúng tôi rất cảm động, không biết nói gì hơn, xin thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn họ nhà trai và cảm ơn gia đình nhà bà Bình và chúc sức khỏe. Và xin được cảm ơn bác rất nhiều. Xin thưa tất cả quý vị và các bạn, có thể nói rằng một điều rằng nhà trai chúng tôi ngày hôm nay vui lắm, bởi vì nhà chúng tôi giờ đây đã có được nàng dâu thắm. Và xin được trân trọng kính mời phần đáp lễ đáp từ của vị trưởng đoàn gia đình nhà trai. Xin kính mời ạ. Kính thưa cụ ông cụ bà, thưa tất cả quan viên hai họ. Vâng, nói như anh Nhân Si nói là nhà trai chúng tôi hôm nay rất là vui và vui lắm, bởi vì chúng tôi đón được cô dâu Mỹ Hạnh về làm dâu con trong gia đình. Thì trước hết là gia đình chúng tôi sẽ hứa là chúng tôi cũng coi như cháu Hạnh là dâu con trong gia đình trong giờ phút này, và cũng như cây măng cây chia mới mọc lên thì chúng tôi sẽ xin dần dần chúng tôi sẽ uốn nắn và đôi cộng hưởng với cái sự giáo dục và dạy dỗ của đôi bên gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đại diện nhà trưởng đoàn của gia đình nhà trai. Và nếu như nhà trai ngày hôm nay vui lắm bởi vì gia đình nhà trai đã có được nàng dâu thắm, thì hạnh phúc của hai gia đình và một lần nữa người làm chương trình chúng tôi chúc tình nghĩa thông gia của hai gia đình sẽ mãi mãi gắn bò bền chặt như keo sơn, và chúc cho đôi bạn trẻ mãi bách niên, chúc cho chú rể mãi sánh liền với cô dâu. Còn bây giờ thì hai đại diện, hai trưởng đoàn là những nhà ngoại giao tài ba, hai ông sẽ cùng cô dâu và chú rể đứng lui về phía sau một chút đi ạ. Và hai ông sẽ cùng bắt tay và khẳng định rằng chúng ta sẽ luôn chung lòng chung sức xây dựng hạnh phúc cho hai cháu nhà chúng ta. Một tràng pháo tay.
tôi xin được trở về với chủ đề chú rể và cô dâu một chút. Chiều hôm qua thì tôi có còn tới đây, tôi có hỏi chú rể Phan Thảo của nhà chúng tôi rằng là Thảo ơi, Thảo đã yêu Hạnh lâu chưa? Thì Thảo có bộc bạch với tôi nói rằng là rua xưa chín cái nằm kề, tôi yêu Mỹ Hạnh từ lúc mẹ về với cha. Mà rua xưa chín cái nằm ngang, tôi yêu Mỹ Hạnh từ khi còn mang ở trong lòng. Tức là họ đã yêu nhau rất là lâu rồi. Và hôm nay thì trước sự chứng kiến của tất cả quý vị và các bạn, ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ đã được trọn vẹn. Và tôi sẽ công bố những điều ngay sau đây để cho cuộc sống của đôi bạn trẻ bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Và đó là kể từ chiều ngày hôm nay, cũng như là kể từ giờ phút này, đôi bạn trẻ Phan Thảo và Mỹ Hạnh, họ sẽ được quyền ăn chung. Thứ hai là được quyền ở chung. Đặc biệt đó là được quyền ngủ chung. Thưa quý vị và các bạn, từ nay họ sẽ được chung chăn, chung gối, chung mồng. Ngày sẽ chung việc, chung tình, tới về lại chốt cửa loan phòng chung hơi. Còn bây giờ thì người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời đại diện của nhà trai, thay lời chú rể và cô dâu, gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà cùng toàn thể các quý vị khách quý, khách mời cùng bà con khu phố, lối xóm đã trở về tham dự lễ thành hôn của hai con, hai cháu, em và hai bạn Phan Thảo và Mỹ Hạnh rất là đông đủ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và bạn. Chúc toàn thể quý vị và toàn sức khỏe dồi dào và lời chào thân ái. Xin được khép lại buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chúng ta. Sẽ vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian.